phải nhanh chóng, chủ động và khẩn trương xây dựng các phương án hoạt động mới trong điều kiện thích ứng, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả COVID-19. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương vào cuối giờ chiều qua ngày 27 tháng 9. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đồng chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các địa phương rà soát lại các chốt chặn tại những khu vực vùng xanh, có phương án tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch. Về hỗ trợ các doanh nghiệp, Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các sở ngành thành phố quyết liệt tổ chức và cụ thể hóa những chính sách hỗ trợ của thành phố và trung ương, không để bị động, chây ì. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn, nhất là trong giai đoạn mới này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị ngành y tế rà soát việc tiêm vaccine, các địa phương củng cố lại lực lượng tổ dân phố, ban điều hành khu dân cư. Rà soát lại cái việc tiêm vaccine trong cái thời giai đoạn mà ngày 1, ngày 2 này chúng ta có thể tạm nghỉ để mà chúng ta rà soát lại để đừng có cái khập khiễng số liệu về tiêm vaccine, nhất là ở các phường. Rồi cái thứ tư là cái củng cố lại cái lực lượng tổ dân phố và khu dân cư. Thì rõ ràng là nếu như mà thực hiện cái hướng dẫn tạm thời này thì cái trách nhiệm, như anh Quang Chí Bí Thư có chỉ đạo là trách nhiệm của lực lượng này cũng rất là nặng. Cho nên cần thiết phải rà soát lại các cái ban điều hành, rồi cái tổ Covid, các cái tổ dân phố và dự kiến luôn những công việc tiếp theo của họ là cái gì. Thì đề nghị là cũng có hướng dẫn thống nhất, cụ thể, ít nhất ở từng cấp quận, từng cấp phường như thế. Thì phải thống nhất là cái nhiệm vụ cụ thể và rà soát lại cái việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ cho họ. Về phương án phòng chống dịch trong giai đoạn mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ngành đơn vị tiếp tục chủ động tập trung tham mưu, xây dựng một phương án hoàn chỉnh khi thành phố bước vào trạng thái mới, nhưng vẫn trên tinh thần không chủ quan lơ là mà phải chủ động thích ứng, linh hoạt và kiểm soát COVID-19 hiệu quả nhất. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các địa phương và nhất là các sở ngành liên quan nghiên cứu và chủ động xây dựng phương án hoạt động cụ thể trên từng lĩnh vực trạng thái mới và phải căn cứ theo hướng dẫn, chỉ tiêu của Trung ương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết Ban chỉ đạo thành phố sẽ tăng cường việc kiểm tra giám sát thực hiện phương án mới trong khoảng thời gian này. Cái việc triển khai cái mới này á, là gần như là phải đảm bảo phương án, tức là một trong những cái điều kiện mà anh muốn hoạt động được như vậy á, thì cái quan trọng nhất là về mặt đảm bảo các cái chỉ tiêu thì chúng ta đã căn cứ vào các chỉ số để chúng ta công bố, thì cái phần phương án cũng là một cái vế rất là quan trọng. Và như anh Triết nói là sau này cái công tác kiểm tra giám sát, vì nếu không á, tinh thần là chúng ta thích ứng, linh hoạt và kiểm soát, cho nên là nếu như những cái bộ phận mà chúng ta không làm tốt á, thì sau này sẽ rất là khó. Thì ngoài cái việc của ủy ban theo từng cấp, từ cấp xã phường đến quận huyện đến thành phố, thì các sở ngành và các bộ phận cũng phải tổ chức xây dựng phương án rất là kỹ. Về việc củng cố lại lực lượng tổ dân phố, khu dân cư như ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các địa phương phải quan tâm, hỗ trợ lực lượng này, nhất là khi các chính sách đang bị trùng, không để thiếu sót, đồng thời tuyên truyền quán triệt lại để thống nhất một cách làm, một đầu mối nhằm đảm bảo tính công bằng.